Chào các em. Cô tên là Lê Thị Thúy Hằng, giáo viên toán trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học bài tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. Bài này gồm có hai phần. Phần thứ nhất là về định nghĩa ba đường trung tuyến là cái đường như thế nào trong tam giác và nêu tính chất của nó. Sau đó cô sẽ hướng dẫn các em áp dụng làm một số bài tập. Chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé. Cô kiểm tra bài cũ. Cho tam giác DEF cân tại D, kẻ DI vuông góc với EF, Y thuộc EF, chứng minh Y là trung điểm của EF. Bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ hình nha. Tam giác DEF cân tại D. Rồi chúng ta vẽ tiếp DI vuông góc với EF tại Y. Thì khi tam giác DEF này cân tại D thì các em sẽ suy ra được điều gì? Thì cô nghĩ các em bạn nào cũng biết là suy ra được hai cạnh bên DE bằng DF và góc E bằng góc F. Góc E ở đây là góc DEI bằng góc DFI. Rồi, bây giờ làm sao chúng ta chứng minh Y là trung điểm của EF? À, muốn được chứng minh được Y là trung điểm của EF thì ta chứng minh được IE bằng IF. Mà để chứng minh IE bằng IF thì chúng ta phải xét hai tam giác DIE và tam giác DIF. Đó. Thì hai tam giác DIE và tam giác DIF có những điều gì bằng nhau đây? Thì đầu tiên các em biết là đã có DE bằng DF ở trên rồi. Và các em chú ý kỹ, đây là hai tam giác vuông. DE và EF là hai tam giác vuông. Rồi, cạnh huyền bằng nhau. Ngoài ra chúng ta còn có cạnh DI là cạnh chung. Như vậy, chúng ta đã học trường hợp bằng nhau. Cạnh huyền, cạnh góc vuông gồm có cạnh huyền bằng nhau, góc vuông bằng nhau và cạnh góc vuông bằng nhau. Vậy bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông. Và từ đó chúng ta sẽ suy ra được Y, E bằng IF. Và suy ra Y là trung điểm của đoạn EF. Thì các em để ý trong cái hình vẽ này, khi có DI là đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác đến trung điểm của cạnh đối diện, thì người ta còn gọi nó là đường gì đây? D này còn gọi là đường gì? Thì đó chính là người ta gọi nó là đường trung tuyến của tam giác. Vì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu sâu về đường trung tuyến của tam giác. Vậy cho một tam giác nó sẽ có bao nhiêu đường trung tuyến? Thì các em thấy là tam giác nó có ba đỉnh, cho nên nó sẽ có ba đường trung tuyến. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. Vấn đề đầu tiên là làm sao được vẽ được đường trung tuyến của tam giác đây. Chúng ta vẽ đường tuyến AM bằng cách là dùng thước đo đoạn BC. Rồi sau đó lấy một điểm là trung điểm của BC, BC là bằng 6 thì chúng ta lấy trung điểm nó là 3. Rồi, sau đó chúng ta sẽ vẽ AM. Thì AM này chính là đường trung tuyến của tam giác ABC. À, như vậy là đoạn thẳng AM nối đỉnh A của tam giác ABC với trung điểm M của cạnh BC được gọi là trung tuyến của tam giác, đường trung tuyến của tam giác ABC. Và mỗi tam giác sẽ có ba đường trung tuyến. Bây giờ chúng ta tiếp tục vẽ trung tuyến BH và CK. Tương tự, để vẽ BH thì chúng ta lấy H là trung điểm của AC. Rồi đó vẽ BH. Tiếp tục lấy K là trung điểm của AB và vẽ đoạn CK. Như vậy là có ba đường trung tuyến. Thì trong hình vẽ này chúng ta thấy ba đường trung tuyến này cùng đi qua một điểm
Đó, cũng đi qua một điểm. Vậy ta nghiên cứu tiếp cái hỏi, cái phần số 2. Thử coi thử là có đúng ba đường trung tuyến cùng đi qua một điểm hay không. Ta thực hành vẽ trung tuyến trên hình vẽ này, trong mọi chấm 3. Đầu tiên, ở trung tuyến BE và CS. Rồi. Vậy E, có lấy E ở đây. Vậy E có phải là trung điểm của AC hay không? Khi mà vẽ BE đường là trường trung tuyến thì E này có phải là trung điểm của AC hay không? Thì các em chú ý đây. Ở đây cô cho điểm H thì tam giác AHE là tam giác vuông có cạnh góc vuông là 2 và 4. Bên đây tam giác EKC cũng có cạnh góc vuông là 2, 4. Vậy tương tự vậy hai cạnh huyền nó sẽ bằng nhau, có nghĩa là EA bằng EC. Vậy chứng tỏ BE là đường trung tuyến của tam giác. Rồi, tương tự như vậy, cô vẽ tiếp trung tuyến CF, lấy F là trung điểm, cách chứng minh tương tự ha. Thì các em sẽ có CF là đường trung tuyến của tam giác ABC. Rồi, hai trung tuyến này cắt nhau tại điểm G. Vậy lúc đó AD, AG cắt BC tại D, thì AD có còn phải là đường trung tuyến của tam giác ABC hay không? Như vậy các em cũng chú ý là ta cũng xét hai tam giác vuông. Tam giác vuông thứ nhất có cạnh góc vuông là 1, 4. Thì BD là cạnh huyền. CD cũng là cạnh huyền trong tam giác vuông có cạnh 1, 4. Như vậy chứng tỏ là AD chính là đường trung tuyến của tam giác ABC. Và các em chú ý tỷ số từ trọng tâm, cái G này được gọi là trọng tâm nè, từ trọng tâm G này đến đỉnh khoảng cách này so với cả độ dài của trung tuyến thì như thế nào? Thì các em thấy AG trên AD. AG là 6, AD là 9, vậy là 6 phần 9 là bằng 2 phần 3. Vậy tỷ số BG trên BE thì sao? Tỷ số BG trên BE thì sao? Thì các em thấy là BG, cô gọi Y là cái điểm này, thì khi đó BI, IG, GE đều là ba cạnh huyền của tam giác vuông có cạnh là 2, cạnh góc vuông là 2, 2. Đó, này cũng vậy, có cạnh góc vuông là 2, 2. Bên này cũng có cạnh góc vuông là 2, 2 trong tam giác. Đó. Từ đó suy ra được ba cái cạnh huyền trong tam giác vuông có cạnh 2, 2 nó bằng nhau. Có nghĩa là đường trung tuyến BE được chia làm 3 phần bằng nhau. Từ giải BG trên BE sẽ bằng 2 phần 3. Tương tự như vậy, CG trên CE thì nó cũng bằng 2 phần 3 luôn. Từ đó chúng ta suy ra tỷ số từ trọng tâm đến đỉnh của tam giác bằng 2 phần 3 độ dài trung tuyến đi qua đỉnh đó. Đó, AG trên AD sẽ bằng BG trên BE và bằng CG trên CF và bằng 2 phần 3. Từ hai cái hỏi chấm ở trên thì các em sẽ suy ra được cái tính chất chúng ta có định lý ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm G này và điểm đó cách mỗi đỉnh của tam giác một khoảng bằng 2 phần 3 độ dài của đường trung tuyến đi qua đỉnh đó. Cái điểm G đó được gọi là trọng tâm của tam giác. Và ngoài ra chúng ta còn có ba đường trung tuyến đó, thì ba đường trung tuyến đó sẽ là đồng quy tại G, đó là cắt nhau tại G. Và các tỷ số từ trọng tâm đến đỉnh bằng 2 phần 3 độ dài của đường trung tuyến ứng với đỉnh đó. Đó, chúng ta có tỷ số này. Và trong tính chất này các em nhớ giùm cho cô là ba đường trung tuyến
cùng đi qua một đỉnh điểm, và điểm đó được gọi là trọng tâm của tam giác, và ba đường trung tuyến đó được gọi là ba, nó đồng quy tại G và có tỉ số từ trọng tâm đến đỉnh bằng 2 phần 3 độ dài trung tuyến ứng với cái đỉnh ấy nha. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng làm bài tập. Bài 23 trang 66. Cho G là trọng tâm của tam giác DEF. Với đường trung tuyến là DH thì các khẳng định sau này có đúng hay không? Khẳng định thứ nhất, DG trên DH bằng 1 phần 2. DG là trọng tâm đến đỉnh. Có phải bằng 1 phần 2 của độ dài trung tuyến hay không? Thì cô nghĩ các em đã biết đây là đáp án sai. Và phải bằng 2 phần 3 mới đúng, chúng ta mới vừa học xong. Chúng ta xét tỉ số tiếp theo. DG trên GH có phải bằng 3 không? Tức là từ trọng tâm đến đỉnh có phải bằng 3 lần từ trọng tâm đến trung điểm của cạnh hay không? Và đây là đáp án sai, nó phải là 2 phần, cái này là chiếm 2 phần và cái này là chiếm 1 phần. Đó. Tiếp tục, câu C. GH trên DH bằng 1 phần 3 đúng không? GH 1 phần đúng rồi. DH 1 phần 3, đúng rồi, nó 3 phần, 1 phần 3, cái này đúng. Tiếp theo, GH trên DG bằng 2 phần 3, đúng hay sai? GH 1 phần đúng rồi. DG 2 phần, như vậy phải là 1 phần 2 mới đúng, không phải là 1 phần 3. Như vậy các em thấy là khi cho một tam giác có trọng tâm G và đường trung tuyến này, thì chúng ta có thể suy ra một trong bốn cái này đều được nha các em. Có thể suy ra tỷ số DG trên DH bằng 2 phần 3, hoặc DG bằng 2 phần GH, hoặc GH bằng 1 phần 3 của DH, hoặc GH bằng 1 phần 2 của DG. Đều được bốn cái, suy ra một trong bốn cái này đều đúng hết các em ha. Chúng ta làm tiếp bài 24 trang 66. Cô nghĩ là các em đều có thể làm được. Cho cái hình vẽ này tam giác MNB, điền chỗ thích hợp vào ô trống. Thì đầu tiên chúng ta coi thử G là gì đấy. Khi S là trung điểm của MB thì NS chính là đường trung tuyến của tam giác MNB. Tiếp tục, R là trung điểm của NB. Tại vì các em đã thấy người ta đánh dấu là RN bằng RB. Như vậy có nghĩa là MR cũng là đường trung tuyến thứ hai trong tam giác này. Và hai trung tuyến này cắt nhau tại G. Như vậy từ đó suy ra G là trọng tâm của tam giác. Chúng ta sẽ áp dụng được định lý ba đường trung tuyến trong tam giác. Từ đó suy ra được tỉ số MG so với cả trung tuyến, tức là trọng tâm đến đỉnh so với cả trung tuyến ứng với đỉnh đó thì nó sẽ bằng bao nhiêu đây? Và con nghĩ là các em có thể biết được là bằng 2 phần 3. Tiếp tục, từ trọng tâm đến cạnh so với từ trọng tâm đến đỉnh là bằng bao nhiêu? Đó. Này sẽ là 1 phần 2. Xin lỗi, từ trọng tâm đến cạnh so với cả trung tuyến là 1 phần 3. Tiếp tục, từ trọng tâm đến cạnh so với từ trọng tâm đến đỉnh thì nó sẽ là bao nhiêu đấy? 1 phần 2. À. Rồi, tương tự trên trung tuyến NS, các em phải xác định trên từng trung tuyến nha. Trung tuyến NS, vậy NS so với NG thì sao? NS là cả trung tuyến cho nó là 3 phần. Còn NG nó sẽ là từ trọng tâm đến đỉnh, vậy là 2 phần, cứ gọi lại là 3 phần 2. Tiếp tục, NS là cả trung tuyến so với từ trọng tâm đến trung điểm của cạnh thì nó là sao? Là nó sẽ là 3GS. Tiếp tục,
NG là khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh so với khoảng cách từ trọng tâm đến cạnh sẽ là bao nhiêu? Đến trung điểm của cạnh là bao nhiêu? Nó sẽ là 2 phần. Đó. Con nghĩ các em bạn nào cũng nhớ được tính chất ba đường trung tuyến và nhớ được các tỉ số rồi. Sẽ làm được cái bài này. Bây giờ chúng ta đi luyện tập tiếp. Hồi nãy khi đầu tiên cô kiểm tra bài cũ thì các em đã biết được y này chính là trung điểm của đoạn AF. Bài toán tiếp theo là câu B tiếp theo là gọi K là trung điểm của DE. DI cắt EF tại G. Thì lúc đó chúng ta hãy chứng minh G là trọng tâm của tam giác DEF đi. Và cách chứng minh như thế nào đây? Cô cho các em 5 giây suy nghĩ. Bây giờ chúng ta còn làm nha. Khi Y là trung điểm của EF thì lúc đó DI chính là đường trung tuyến của tam giác DEF. Tương tự, K là trung điểm của DE thì lúc đó FK sẽ là đường trung tuyến thứ hai của tam giác DEF. Và hai trung tuyến này cắt nhau tại G, cho nên suy ra G chính là trọng tâm của tam giác DEF. Như vậy, chúng ta chỉ cần chứng minh giao điểm của hai đường trung tuyến là suy ra trọng tâm rồi, không nhất thiết phải đến ba đường trung tuyến nhé các em. Nếu ba đường trung tuyến thì càng tốt, còn ở đây chúng ta chỉ cần giao điểm của hai đường là được rồi. Rồi bây giờ chúng ta qua câu C nha. Câu C cho DI bằng 24 cm, vậy làm sao tính được DG và GI? Rồi DG là gì đây? DI là cả đường trung tuyến của tam giác xuất phát từ đỉnh D, và DG chính là từ trọng tâm đến đỉnh, GI là từ trọng tâm đến cạnh. Rồi cô cho các em 5 giây suy nghĩ để tính ra cái này. Bây giờ chúng ta bắt đầu trình bày tiếp nha. Vì G là trọng tâm của tam giác DEF, em phải nêu trước nó là trọng tâm trước. Thì theo tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác, thì các em sẽ suy ra được DG bằng 2 phần 3 của trung tuyến. Và các em tính ra được là bằng 2 phần 3 nhân 24, tại vì trung tuyến người ta cho là 24 cm rồi. Như vậy từ đó nó bằng 16 cm. Rồi GI thì sao? GI sẽ bằng 1 phần 3 của đường trung tuyến. Có nghĩa bằng 1 phần 3 nhân 24 bằng 8 cm. Bây giờ chúng ta qua tiếp câu D. Còn M là trung điểm của DF, làm sao chúng ta chứng minh được EG em này thẳng hàng nè. Đó, thẳng hàng. Thì chúng ta làm như thế nào đây? Thì chúng ta thấy là nếu M là trung điểm của DF thì EM chính là đường trung tuyến của tam giác DEF. Mà trung tuyến thì phải qua trọng tâm G của nó. Cho nên suy ra ba điểm này thẳng hàng. Rồi, các em sẽ cùng trình bày nhé. G là trọng tâm của tam giác DEF. Mà M là trung điểm của DF, suy ra EM là đường trung tuyến của tam giác. Mà trung tuyến thì phải qua trọng tâm, suy ra cho nên ba điểm này thẳng hàng. Chúng ta đã làm xong bài số 1. Giờ ta sẽ đi củng cố thêm kiến thức của mình nhé. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, AC. N là trung điểm của AC, M. Là trung điểm của BC và K là trung điểm của AB, thì ba đường AM, BN, CK đồng quy đúng hay sai? AM, BN, CK đồng quy đúng hay sai? Đồng quy là sao các em? Là nó cùng đi qua một điểm. Vậy nếu cô chọn đáp án sai thì sao đây?
Nếu cô chọn đáp án sai thì nó là bị sai rồi, mà đúng ra phải là đây đúng không? À, đây là cái quá đáp án đúng nha các em. Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm hay còn gọi là đồng quy. Như vậy để chứng minh ba đường đồng quy thì chúng ta sẽ chứng minh gì đây? Cách trình bày thì như thế nào đây? Các em sẽ xem cách trình bày nha. Ta sẽ trình bày như sau. M là trung điểm của BC nên AM là đường trung tuyến thứ nhất của tam giác ABC. Rồi, N là trung điểm của BC AC. Cho nên BN này là đường trung tuyến thứ hai của tam giác ABC này. Rồi, K là trung điểm của AB, cho nên CK sẽ là đường trung tuyến thứ ba của tam giác ABC. Và ba đường trung tuyến của tam giác thì sẽ cùng đi qua một điểm theo tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. Như vậy ba đường trung tuyến trong tam giác là ba đường đồng quy. Đó, các em nhớ cách trình bày nha. Đó, cách trình bày ba đường đồng quy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem củng cố tiếp theo nha. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, AM là đường trung tuyến. Thì AM bằng 18, thì AG bằng 6 và GM bằng 12, đúng hay sai đây? Cô giả sử cô chọn đáp án đúng đi nha. À, như vậy là kết quả đáp án đúng là sai. Nó phải là như thế nào đây? AG phải như thế nào? AG phải là 12 và GM phải là 6, bởi vì AG là từ trọng tâm đến đỉnh sẽ phải bằng 2 phần 3 độ dài của đường trung tuyến này. Đó là này 18 thì nó sẽ 2 phần 3, nó sẽ là 18 nhân 2 phần 3 bằng 12. Và lúc đó GM nó sẽ là 1 phần 3, có nghĩa là 1 phần 3 nhân cho 18 nó bằng 6 cm nha. Vậy đáp án ở đây là AG bằng 12 và GM bằng 6. Bây giờ chúng ta sẽ củng cố lại kiến thức nha. Ba đường trung tuyến cho một tam giác cùng đi qua một điểm. Và điểm đó cách mỗi đỉnh của tam giác bằng 2 phần 3 độ dài trung tuyến ứng với đỉnh đó. Vậy nhà các em thuộc định lý cho cô. Và cách chứng minh trọng tâm, cách chứng minh thẳng hàng trong những đoạn này. Làm cho cô bài tập 25, 30 trang 67. Rồi các em làm bài thêm bài số 2 trong phiếu học tập. Chúc các em và gia đình luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Chào tạm biệt các em.